Tiếp tục quay trở lại với các tin trong nước đáng chú ý khác. Để triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát năm 2022, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Hội nghị là tiền đề quan trọng cho việc triển khai các nội dung giám sát trong năm 2022, nhất là đối với việc triển khai hai đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác quy hoạch, hai đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong quá trình giám sát nếu phát hiện những dấu hiệu sai phạm thì sẽ chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng để nâng cao năng lực giám sát của Quốc hội cũng như cụ thể hóa trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân. Do đó, phương pháp giám sát phải hết sức khoa học, tổ chức giám sát chặt chẽ, cán bộ tham gia giám sát phải có bản lĩnh. Theo thông báo của Bộ Y tế, hôm qua nước ta có thêm 68 người được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số người khỏi bệnh trên cả nước trong đợt dịch lên hơn 830.000 người. Số ca mắc mới COVID-19 trong ngày là 6.175 người tại 58 tỉnh thành phố. Tổng số vaccine được tiêm tính cho đến thời điểm này là gần 84.100.000 liều, trong đó có hơn 25.600.000 mũi tiêm thứ hai. Hiện các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang gấp rút tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Phát biểu tại buổi giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội vào chiều tối qua, ông Trần Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố vừa có chủ trương học sinh đi học trở lại từ ngày 8/11 tới. Từ tuần này, số ca bệnh tăng, do đó dịch có chiều hướng xấu hơn, số ca mắc tăng lên thì thành phố sẽ có điều chỉnh linh hoạt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị sẵn sàng mọi điều kiện theo đúng quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế xây dựng hướng dẫn cho các đơn vị khi có các tình huống xảy ra, chú trọng đến công tác y tế học đường nhằm đảm bảo sức khỏe học sinh khi đến trường. Mấy ngày qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội có diễn biến phức tạp hơn khi số ca mắc mới tăng lên. Hôm qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 67 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 16 ca tại cộng đồng, 37 ca trong khu cách ly, 14 ca trong khu phong tỏa. Các quận huyện ghi nhận nhiều ca bệnh mới là Mê Linh, Hoàng Mai và Hà Đông. Hiện thành phố đang có 70 ca bệnh mới phát sinh trong ngày. Với gần 30 ca mắc mới được phát hiện trong hai ngày qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã quyết định cho hơn 10.300 học sinh các cấp ở 8 xã trên địa bàn dừng học trực tiếp để tập trung phòng chống dịch. Để đảm bảo tiến độ dạy và học trong thời gian học sinh dừng đến trường, 25 trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên được đề nghị chuyển sang hình thức dạy trực tuyến. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở các bản không có điện, không có internet, thì ban giám hiệu các nhà trường chủ động giao giáo viên phát phiếu, sao bài, hướng dẫn học sinh tự học. Trong khi đó, từ cuối tuần này, một số khu vui chơi tham quan du lịch của thành phố Hồ Chí Minh như Thảo Cầm Viên, làng du lịch Bình Quế, công viên văn hóa Đầm Sen sẽ mở cửa trở lại để phục vụ người dân và du khách. Đây là điều mà nhiều người dân đang rất mong chờ. Tuy nhiên, cụ thể thời gian mở cửa ra sao, những hoạt động nào sẽ được phục vụ trở lại và người dân khi tới các điểm vui chơi tham quan cần đáp ứng những tiêu chí gì? Ngay sau đây, phóng viên sẽ thông tin chi tiết tới quý vị. Sau gần 6 tháng đóng cửa,
Hãng thông tấn Sài Gòn vừa ra thông báo sẽ chính thức mở cửa lại kể từ ngày 5 tháng 11. Đây là tin vui cho rất nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ. Ông Nguyễn Bá Phú, Phó Giám đốc xí nghiệp động vật thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết. Như một tháng qua, bên đơn vị cũng đã tổ chức chưa mở cửa phục vụ du khách, nhưng mà để cho toàn bộ cái số lượng này, nhân sự đặc biệt là bên động vật để làm là đầy đủ, tiếp tục duy trì công tác chăm sóc động vật nè. Bên cạnh đó thì mở rộng là cái việc là dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, vệ sinh cảnh quan, lối đi chung trong khuôn viên để phục vụ mở cửa trở lại vào thứ sáu tuần này. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11, công viên văn hóa Đầm Sen quận 11 do công ty cổ phần dịch vụ du lịch Phú Thọ quản lý cũng mở cửa đón khách. Trong đó, hầu hết các dịch vụ trò chơi, hoạt động ngoài trời, dịch vụ cà phê, ăn uống đều sẽ hoạt động lại. Chỉ riêng hoạt động ở khu vực sân khấu thì chưa tổ chức lại. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, công viên chỉ mở cửa vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Ông Hà Thuận An, Phó Giám đốc công viên văn hóa Đầm Sen cho biết. Những điểm ăn uống hoặc là cà phê sẽ bố trí vị trí ngồi của khách cách xa nhau khoảng 2 mét, và cũng khuyến cáo khách đến công viên là không tụ tập thành nhóm đông người khi mà di chuyển hoặc tham gia các cái trò chơi, và tuân thủ theo cái sự điều động của nhân viên của công viên để giữ cái khoảng cách an toàn. Những điểm du lịch văn hóa ẩm thực khác như vườn Minh Trân, quận Tân Bình, các khu du lịch Văn Thánh, Tân Cảng, Bình Quế, quận Bình Thạnh cũng đã ra thông báo mở cửa trở lại. Các đơn vị đều cho biết tất cả nhân sự trở lại làm việc đều đã có thẻ xanh COVID-19. Người dân và du khách khi tới cần quét mã QR, khai báo y tế trước khi vào cổng, đồng thời thực hiện khuyến cáo tuân thủ 5K trong quá trình tham gia các hoạt động tại đây. Việc các khu vui chơi giải trí, tham quan du lịch mở cửa lại vừa đáp ứng được nhu cầu giải tỏa tinh thần của người dân thành phố sau thời gian dài giãn cách xã hội, vừa là tín hiệu vui cho thấy nhịp sống bình thường đang dần trở lại với thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là thông tin thời tiết đáng chú ý. Hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu khiến cho thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tốt đẹp. Sáng sớm có sương mù ở nhiều nơi, nhưng đến trưa và chiều trời nắng đẹp. Sáng nay cao nhất ở thủ đô Hà Nội là 29 độ, khu vực Tây Bắc Bộ có nơi trên 30 độ. Thời điểm này thì người dân các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ cũng đang được hưởng không khí se lạnh, tiết trời dịu mát, nhất là về đêm và sáng. Ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhưng lượng mưa không nhiều và thời gian mưa cũng không kéo dài. Đáng chú ý là theo dự báo thì ở khu vực phía Nam từ nay cho đến cuối tuần sẽ có chiều cường và dự kiến kéo dài đến hết ngày 9 tháng 11. Thành phố Hồ Chí Minh có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông. Mực nước cao nhất xuất hiện trong khoảng từ 0 giờ đến 5 giờ và từ 14 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý, Mỹ và Iran có kế hoạch khởi động lại các cuộc thảo luận quốc tế về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, thường được biết đến dưới tên gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện vào ngày 29 tháng này. Thông báo này đánh dấu bước tiến đầu tiên về việc tiếp tục các cuộc thảo luận gián tiếp giữa Mỹ và Iran sau khi các cuộc đàm phán trước đó đổ vỡ vào tháng 6 vừa qua. Nhà khoa học Italia Vincenzo Bassani cùng nhà khoa học người Nga Yuri Pogasarian vừa được công bố là những người giành được giải thưởng quốc tế Mendeleev đầu tiên của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO Nga về khoa học cơ bản. Lễ trao giải chính thức sẽ diễn ra tại Paris, Pháp vào ngày 15 tháng 11 tới, bên lề phiên họp thứ 41 của Đại hội đồng UNESCO. Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF đã quyết định hoãn tổ chức hội nghị WEF Thiên Tân lần thứ 14, vốn dự kiến được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến từ ngày 16 đến ngày 18 tới tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, do dịch bệnh COVID-19. Đây là diễn đàn khu vực thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, quy tụ khoảng 500 lãnh đạo các tập đoàn, công ty cũng như các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, học giả và lãnh đạo truyền thông hàng đầu thế giới. Theo hãng tin Bloomberg, Yangzhou Group, một trong những tập đoàn bất động sản lớn của Trung Quốc, đang tìm cách gia hạn các thẻ vàng trái phiếu đô la Mỹ nhằm cải thiện khả năng thanh toán và tránh vỡ nợ. Phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh đưa tin. Tập đoàn bất động sản Kia Group có trụ sở tại Thượng Hải, đứng thứ 18 về doanh số bán hàng trên toàn Trung Quốc. Những ngày gần đây, cổ phiếu của tập đoàn này liên tục lao dốc. Chỉ trong ngày 1 tháng 11, cổ phiếu của công ty đã giảm tới 8,4% tại sàn giao dịch Tân Quyến, mức thấp nhất trong 7 năm trở lại đây. Còn trái phiếu đô la Mỹ của tập đoàn này đang có ngày giảm thứ 8 liên tiếp sau khi đã giảm gần 9 cent vào tháng trước. Gần đây, nhiều công ty bất động sản Trung Quốc đang trì hoãn thanh toán trái phiếu trong bối cảnh chính phủ siết chặt kiểm soát lĩnh vực bất động sản và những bất ổn liên quan đến công ty bất động sản hàng đầu Trung Quốc.
Everlander. Điều này khiến cho các công ty bất động sản gặp khó khăn hơn trong việc trả lại trái phiếu bằng đô la Mỹ. Dù vẫn hoạt động bình thường, nhưng Ian Group đang đứng trước một cuộc khủng hoảng niềm tin. Dù có thể trì hoãn việc thanh toán trái phiếu trong ngắn hạn, nhưng Ian Group gặp khó khăn trong nỗ lực ổn định nguồn vốn khi doanh số bán hàng chậm lại và lợi nhuận giảm. Trong tháng 10 năm 2021, ít nhất 4 công ty tập đoàn bất động sản Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ vì không thể tiếp cận kênh tái cấp vốn. Trong đó có những thương hiệu lớn như Civic Holding và Fantasia Holding. Điều này làm dấy lên lo ngại về làn sóng vỡ nợ dây chuyền tại Trung Quốc. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thông tin quảng cáo. Casino Vihoran, với thành phần thảo dược thiên nhiên dùng cho người bệnh hơi gió, khó khăn, khó có đầu, viêm phế quản, viêm họng cản tiến. Casino Vihoran, ngại chi ho, viêm họng cản tiến. Dược phẩm trung ương ba, cao sức khỏe, đủ niềm tin. 16 lê đại hạnh, ông bà hải phòng. Nhiều xương khớp cơ thảo đan, nghiên cứu bởi IMPC, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi xương khớp. Cơ thảo đan, cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng. Điều tiên một, gần thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Dòng chảy kinh tế. Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn thông tin đáng chú ý. Vận tải đường bộ từng bước phục hồi. Phỏng vấn thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông về cơ chế huy động nguồn lực đầu tư đường sắt, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh các dự án đầu tư công tại tỉnh ngoài. Thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu. Thưa quý vị và các bạn, đường vận tải trong lĩnh vực đường bộ trên toàn quốc đang từng bước nối lại các tuyến vận tải, gia tăng tần suất và các tuyến kết nối đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và doanh nghiệp. Ngay sau khi chính phủ ban hành nghị quyết 128 nêu rõ về các quy định trong hoạt động vận tải trong trạng thái bình thường, thích ứng và từng bước phục hồi nền kinh tế, như tình trạng chung tại các bến xe và vận khách thừa thớt, phần lớn thì người dân chủ yếu đi lại bằng xe máy hoặc phương tiện cá nhân. Các doanh nghiệp nhà xe đang nghe ngóng khởi động trở lại trong tình trạng vừa chạy vừa đổ. Cùng với đó là các phương án vận tải đồng bộ từ trung ương đến địa phương đẩy mạnh để tạo điều kiện hoạt động vận tải dần tăng tần suất. Phóng viên Hồng Lo chuyển tới quý vị và các bạn phân tích vận tải đường bộ từng bước phục hồi. Theo phản ánh chung của các nhà xe, hiện nay nhu cầu đi lại của người dân đã dần trở lại, nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên lượng khách vẫn rất vắng. Ông Trần Minh Thành, tổng giám đốc công ty cổ phần bến xe Nghệ An cho biết. Do dịch bệnh, lượng khách tôi nghĩ rằng chúng ta là một thứ bây giờ rất quan trọng trong vấn đề nội địa xe lửa, vận chuyển hàng hóa và đặc biệt là cái phương tiện cá nhân người khách sử dụng. Tại các bến xe miền Nam, phần lớn khách đều chọn về quê bằng xe máy nên các bến xe chung cảnh điều hưu. Đơn cử tại bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, khu vực bãi xe và quầy bán vé đều trong tình cảnh im lìm. Các quầy bán vé trống trải, không có người trực. Thỉnh thoảng có hành khách vào bến, có người lao động từ các địa phương trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc, nhưng chỉ một vài khách không đáng kể. Ông Tạ Trương Chín, phó giám đốc bến xe miền Đông cho biết, bình quân lượng xe liên tỉnh vào bến chỉ có khoảng 35 lượt xe một ngày từ 10 địa phương bao gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Định, Đắk Lắk, Bình Dương, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Hà Tĩnh. Trung bình mỗi xe chỉ vài hành khách. Hay tại bến xe miền Tây, lượng khách ra vào bến cũng không khá hơn. Ông Nguyễn Văn Quyền, chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nêu một số khó khăn. Hiện nay lượng khách mà có đủ cái điều kiện thì trên 9 ngày đã chiếm khoảng
Tuy nhiên, yêu cầu phòng chống dịch bệnh luôn là yêu cầu số 1. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Hải Phòng phân tích. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dựng cái kế hoạch, xây dựng cơ chế chính sách chi tiết để mà trình lên chính phủ, thủ tướng của cái việc bộ trưởng đảng chỉ đạo tất cả những việc trong đó sản phẩm tăng chi tiết hóa các cơ chế chính sách đó, chi tiết hóa để sản phẩm trên thiết bị di động hoặc truy cập
quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hơn 3.000 viên thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu. Đắk Nông, hai cán bộ quản lý thị trường bị bắt do chiếm đoạt 160 triệu đồng trong khi thi hành công vụ. Thưa quý vị và các bạn, gần đây ở các tỉnh thành phố trong cả nước xuất hiện nhiều loại ma túy được ngụy trang dưới nhiều tên gọi như nước vui, nước dâu, kem giấy, trà sữa, nước xoài. Tại các người trẻ dương tính với ma túy sau khi ăn uống các loại thực phẩm này, đây là các thủ đoạn rất mới của loại tội phạm ma túy. Những sản phẩm này nếu được bày bán rất nguy hiểm, gây tác hại khôn lường cho xã hội, khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện ngăn chặn. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng internet do Đỗ Ngọc Hà, tức Hà Miên, 37 tuổi, trú ở quận Long Biên, Hà Nội cầm đầu. Ước tính hơn 3.000 tài khoản đã tham gia, tổng tiền đặt cược hệ thống khoảng 1,1 tỷ euro, khoảng hơn 30.000 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Nam vừa tạm giữ hình sự giám đốc ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Hội An và Văn Điểu để mở rộng điều tra các vi phạm liên quan đến tổ chức đấu thầu tại nhiều dự án trên địa bàn. Ông Trần Ánh, bí thư thành ủy Hội An cho biết, ngoài ông Phạm Văn Điểu, công an tỉnh Quảng Nam cũng đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với một số nhân viên thuộc ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Hội An. Dự án của chính là liên quan đến cục công ty công nghiệp Tam Kỳ mở rộng điều tra thì có liên quan đến công tác đấu thầu ở Hội An, cho nên là ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra. Chiếm đoạt 160 triệu đồng trong khi thi hành công vụ, Huỳnh Văn Đại đội trưởng và Nguyễn Đình Minh kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 1 thuộc cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Phú Yên vừa có thông báo kết luận kỳ họp thứ 19 xem xét vi phạm và quyết định xử lý kỷ luật các đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong vụ để lộ đề thi công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018. Theo đó, các ông Dương Công Ninh, phó hiệu trưởng trường Giám tỉnh, trưởng ban chấm thi; Nguyễn Quốc Khánh, phó giám đốc Giám tỉnh, trưởng ban giám sát; Nguyễn Sơn, nguyên phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, thành viên ban chấm thi, đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao để xảy ra một số thiếu sót vi phạm trong quy chế tổ chức thi tuyển xét tuyển công chức. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Phú Yên quyết định thi hành kỷ luật ba cán bộ này bằng hình thức khiển trách, đồng thời đề nghị cơ quan thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật về hành chính. Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Đức Thọ và Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện bắt giữ 4 đối tượng do có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2 kg ma túy đá, hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp. Số ma túy này các đối tượng nhận từ một người Lào vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện và bắt giữ hơn 3.000 viên thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu qua đường chuyển phát nhanh. Lô hàng này được nhập khẩu theo chuyến bay thẳng từ Nga về Hà Nội, sau đó được vận chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hải quan đã xác minh cả hai địa chỉ người nhận đều là địa chỉ không có thật. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy môi trường Công an huyện Quảng Xương phối hợp với đội quản lý thị trường số 2 của quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh của Đặng Văn Tuấn, sinh năm 1992 ở thôn 4 xã Quảng Hòa huyện Quảng Xương, phát hiện thu giữ gần 2.400 đôi giày da vi phạm quy định nhãn mác, 230 đao kiếm các loại. Các loại hàng hóa này được kinh doanh theo hình thức online trên mạng xã hội và chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Để phối hợp ngăn chặn vi phạm hành chính, một nhóm người cầm dao cùng hộ xông vào trụ sở công an xã Long Tân, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, đập phá xe máy, cửa kính, máy tính. Công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ nhất là đối tượng liên quan đến vụ việc này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Thúy Hà biên soạn. Cảm ơn quý vị. Cơ chế phổ biến là khi nào mình buông thì test số giảm thì mình lại bị lại. Vì cái test số sẽ không giảm ở đây sẽ không phải chỉ tập trung vào cái thang xử lý. Nó có khi người ta mượn cái dấu hiệu báo động đó thì người ta hiểu là đã đến lúc người ta phải chăm sóc cái sức khỏe và ta trên cả hai mặt tâm thể nhiều hơn. Như vậy thì testosterone nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề khác về sức khỏe nữa chứ không chỉ riêng gì đối với vấn đề cái thang sinh lý. Và đến đó ngược lại là các căn bệnh nghiêm trọng liên quan đến rối loạn chuyển hóa tác động như thế nào đến testosterone nó sẽ người ta đã làm những cái công trình nghiên cứu để tìm cách tìm hiểu và tại sao testosterone lại bị mất và tính. Người ta ghi nhận có những dấu rõ ràng là nếu testosterone nhiều hơn nhưng cái điều trị thì nó lại hiệu quả hơn. Nó sẽ chỉ ít hoặc là nó sẽ
thứ tất cả lại có những cái nhân tố nó không mấy hẳn cho hoạt tính của testosterone. Ví dụ như cái người đó tăng acid lipid, ví dụ như người đó tăng corticosteroid trong người họ của người sống mà phải đồng hành với stress. Có thể những người bị viêm gan mà không được điều trị cho nên tới chỗ, đặc biệt là viêm gan do độ cồn. Sau cùng nữa là những người mà bị cầm thuốc, thì tất cả những yếu tố đó nó tác động ngược lại. Ngược lại là nó làm cho testosterone mất hoạt tính, nó không chỉ thế mà nó còn làm cho lại điều trị không hiệu quả. Do đó khi điều trị được cái thành phẩm để điều trị năm qua, thì trong cái thành phẩm đó ta sẽ thấy là người ta đồng thời người ta giải quyết những yếu tố kia, sử dụng như con hào chẳng hạn, là vì trong đó thành phần trưởng hữu cơ đó chính là để giải quyết cái cầm thuốc. Thì những cái cây thuốc trong đó thì người ta sẽ dùng nó để mình, nếu acid lipid cao hạ nó xuống được. Nhưng mà ta coi chứ mình phần gan viêm gan thì người ta thanh lọc cho lá gan, và đồng thời người ta mới tái lập lại cái huyết trường trong cơ thể, từ tuyến yên xuống tới hệ nội tiết chẳng hạn, như dưới cái tuyến hormonal và hệ adrenal. Thì như vậy thì người ta mới có lại được cái lượng testosterone tương đối đầy đủ hơn mà lại an toàn hơn. Mà cái bác sĩ ban nãy bác sĩ có nhắc đến cái yếu tố đó là người vận động do thiếu testosterone, và điều này sẽ dẫn đến những hệ quả như thế nào, nó có những bất lợi ra sao đối với sức khỏe? Thì tôi vừa mới phân tích thì cái tác hại của chuyện mà thiếu testosterone là khiến người ta nhão cơ. Khiến người ta có cái nhớ là biết ở những người vì ngồi quá lâu trên 90 phút liên tục trước máy vi tính là mình đã bị phòng bế cho hoạt tính của testosterone. Trên thực tế thì rõ ràng là tất cả những đối tượng mà bị đại tiện tuyến mà dẫn luôn đến cái chức năng rối loạn tiểu tiện đó, những đối tượng đó rõ ràng không thể nào mà có thể nói được là đích thực đàn ông. Cảm ơn bác sĩ. Và theo kinh nghiệm điều trị bệnh đa khoa của bác sĩ, thì liệu có cách nào trì hoãn hội chứng bản thực đăng, hay là mình cần chấp nhận định bệnh thôi ạ? Việc sử dụng những cái cây thuốc mà gọi là có thể kích hoạt là cái tuyến thượng thận hoặc là cái sơ sơ nội sinh, ví dụ là Ricoma, Longifolia đã được chứng minh là cái hàm lượng testosterone đã được cải thiện. Ví dụ tự nhiên trường quản là một chuyện, hay các nhà nghiên cứu đã thấy đây là một chuyện hiện nay hoàn toàn khả thi. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hoàng rất nhiều. Tôi chắc chắn là sau khi nghe bác sĩ chia sẻ chi tiết về vai trò cũng như là tính chất quyết định của testosterone và nitric oxit đến sức khỏe và bản lĩnh của các bạn, thì chắc chắn đây là những thông tin rất bổ ích dành cho quý ông của chúng ta, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thời gian để giải đáp những thắc mắc tư vấn cho quý vị khán giả. Quý vị nào có nhu cầu, có những câu hỏi liên quan đến chương trình hôm nay, xin mời câu hỏi của vị khán giả đầu tiên ạ. Xin chào bác sĩ, em năm nay 32 tuổi, do em cảm giác tham muốn cho bức ích. Công việc của em là làm trong nhà lên, thường làm trong môi trường nóng bức, áp lực từ sáng đến tối, em cũng không có thời gian cho thể thao. Có phải chuyện như vậy mà anh vẫn muốn chuyện tham muốn của em không ạ? Nếu nói về một ý thức thì một tiếng mãn Việt Nam là khi có nam tính testosterone nó sẽ giảm lại cái tiến độ cỡ 2% mỗi năm đó, bắt đầu xuất hiện vào cái tuổi 40. Vì vậy nó vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, những người mà còn trẻ hơn nhiều trong cái chuyện nội tiết tố vì ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác, cho những yếu tố cần phải lưu ý và chẳng hạn như cuộc sống hiện nay căng thẳng. Thì cái điểm đó cũng đã được chứng minh như thế này, là nếu một người là người căng thẳng đó, thì người ta khi người ta xét nghiệm máu thì thấy những cái nội tiết tố mà sản sinh trong cái tình huống stress là một số lớn, còn nó có lượng cortisol rất cao vượt quá cái mức kịch thích, và một số còn lại thì ở gọi là các cái lượng cao thấp. Hai cái này thì khác nhau về mặt nhận diện cái cảm giác của người đối tượng thôi, nhưng mà dù quá cao thì quá thấp thì cái tác nhân khiến nó phân bố cái hoạt tính của cortisol. Ở đây cái điểm mà quan trọng là đã được nghiên cứu là khi người ta làm hai cái mô hình điều trị, cái mô hình mà người ta không thể chú ý đến những vấn đề stress, người ta chỉ cho cái gì đó là không tốt, thì cái tỷ lệ hiệu quả đó hiện nay rất thấp. Từ đó người ta cùng bước vào giải quyết được cái yếu tố stress, người ta sắp xếp thời gian làm việc tương đối hơn, và ráng sắp xếp để người ta có thể ngủ ngon, thì cũng không cần phải ngủ 8 tiếng đồng hồ ngon, chỉ cần 4 giờ đầu cũng có thể ngủ. Chính vì vậy mà trong khi những cái thuốc mà gọi là thuốc tốt cho đàn ông thì một cái cài trong đó luôn cả những cái thuốc, những cái hoạt chất mà chống stress, người ta chứng minh là chỉ có những người đối tượng mà sáng luôn vậy mà cảm thấy là như có thể chào ngày mới mà giống được ngủ tươi, thì họ còn cái cảm giác ham muốn buổi sáng, thì những người đó mới có thể điều trị hiệu quả. Bác sĩ với phần tư vấn vừa rồi, và chúng tôi xin mời câu hỏi thắc mắc của vị khán giả tiếp theo ạ. Chào bác sĩ, tôi có ba bệnh nhân là cao huyết áp, tim mạch và tiểu đường từ cả năm nay. Nhưng các bệnh nền này không nặng theo vì tôi có đi khám và điều trị, nhưng cảm giác về khả năng canh cuối thì có suy giảm. Tôi không biết do tuổi tác hay do các bệnh nền này ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của mình.
tôi muốn cải thiện thì có sản phẩm nào tốt mà không có tác dụng phụ không, thưa bác sĩ? Cái chỉ cần một trong ba cái bệnh nền mà người đặt câu hỏi đó là tê, điều kiện chức năng xử lý giả và rối loạn cương dương nếu không xảy ra thì mới là trường hợp. Vì các loại thuốc đặc hiệu mà người ta dùng trong bệnh cao huyết áp, trong tiểu đường là những thuốc nó không bế hoạt tính bệnh tê sơ sơ. Và có khi bệnh nhân tiểu đường chưa đặt hàng đó, nó chưa rối loạn cương dương thì mà người áp dụng cái liệu pháp đó thì tỷ lệ mà xuất hiện nó rất cao. Và cái nhóm đã bị rối loạn cương dương mà chỉ áp dụng như là áp dụng đúng cách thì tỷ lệ trực tiếp thì nó được cải thiện ra một tỷ lệ đáng kể. Ở đây vì lý do đó là ta sẽ sử dụng những cái hoạt chất đã được nghiên cứu để người ta chứng minh là nó không có những phương pháp nào bất lợi như thuốc mà đã được. Chẳng hạn như thế này, những công trình nghiên cứu thì các cái novinol như thế là chủ nghĩa như thế hoạt chất như Aricoma, Longicoia thì người ta dùng đầu, người ta đối dùng nghiên tập để an toàn thì người ta không dùng cùng lúc để uống nghiên thuốc huyết áp. Nhưng khi người ta dùng vậy thì cái tỷ lệ cái số người dùng đó nói là tôi thấy cái chuyện đó của tôi bây giờ sau đó được cải thiện cùng lúc với huyết áp ổn định, đường huyết ổn định thì chưa bảo thì đó đã được chứng minh trên thực nghiệm. Cảm ơn bác sĩ với phần tư vấn vừa rồi. Và các tôi được biết là hiện nay ở Việt Nam đã có sản phẩm Arivac mới được kết hợp với các kinh chất quý như là Aricoma, Longicoia, Pignocenol, L-Arginine và Hào Đại Thương cũng như kinh chất khác có tác dụng kích thích cơ thể gia tăng sản sinh testosterone bổ sung và điều trị oxy nhanh hơn và dễ hơn. Đây là giải pháp vượt trội để giúp bệnh nhân các vấn đề về sinh lý, giúp lấy lại sự tự tin và không đủ sức lực sung mãn và sức khỏe toàn thân cho nam giới. Chúng ta có thể tham khảo sản phẩm này để giúp cải thiện nhanh chóng các vấn đề về sinh lý nam giới, đồng thời là giải pháp ổn định bền vững để thay thế cho những cách bổ sung testosterone ngoại sinh vốn vì nhiều tác dụng phụ mà bổ khí các lực cho phái mạnh để luôn luôn được sức lực sung mãn, đang hoa trong cuộc sống, hạnh phúc trong chuyện cuối chăng, những phong độ dài lâu bền vững. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Lê Lễ Hoàng đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng Alibaba với sức lực sung mãn, phong độ bền lâu đã đồng hành cùng với chương trình. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương mục sống khỏe tiếp theo. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe men riêng trên Alibas, thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ngày nào sao thế, nhìn chú chán trường quá đấy. Giờ này họp hành tiếp khách liên liền, sức khỏe em xuống hẳn, anh lúc nào cũng sung mãn cha bù cho em, anh có cách nào bày cho em thôi. Chú lạc hậu quá, bây giờ nếu biết chăm sóc tốt thì luôn tràn đầy sinh lực. Quan trọng là chú phải biết đầu tư đúng cách cho sức khỏe để có sức chiến đấu cho công việc rồi còn chăm sóc vợ con nữa chứ. Em cũng biết thế mà có cách nào anh chỉ em luôn chứ loay hoay nhầm cách tiền mất tật mang này ạ. Đây bí kíp sinh lực sung mãn cho anh em mình đây, Alibas mới của Mỹ. Alibas mới hả anh? Em có nghe nói Alibas trước đây rất tốt và an toàn rồi, nay lại có Alibas mới nữa hả anh? Đúng rồi, Alibas mới nay mạnh hơn với bộ ba hợp lực tinh chất quý Aricoba Longifolia hầu đại dương và thông biện pháp giúp kích thích sản sinh testosterone nội sinh, hỗ trợ cải thiện yếu sinh lý hiệu quả cho anh em mình. Alibas mới còn hỗ trợ tăng cường sức khỏe và tăng cường sinh lực nam giới nên rất an toàn. Chú còn trẻ dùng sớm để phong độ không bị sụt giảm theo thời gian. Vâng, có khi em chăm sóc sức khỏe sớm lại dùng đúng sản phẩm tốt trên này thì em sinh lực sung mãn hơn anh ấy. Thế mua Alibas mới ở đâu ạ? Ra nhà thuốc gần nhất nha. Alibas có bán tại tất cả các nhà thuốc trên toàn quốc. Vâng. Yeah, bye. Đi mua Alibas mới ngay để sung mãn như anh chứ. Alibas sinh lực sung mãn, phong độ bền lâu. Sản phẩm này dành cho đối tượng nam giới.
ta lại về một người thì chị cũng mong là ta sẽ có thể thật thật thú thái và một trái tim tràn ngập yêu thương. Cô bà hát đã dịu dàng trước khi chúng tôi thông báo đến chị một số những diễn biến giao thông mới, nhất là phía vành đai ba. Chia sẻ các bạn là vành đai ba lúc này khó khăn như sau: đoạn từ nút giao đại lộ Thăng Long đến đoạn đường hai đang dồn dài rồi, các phương tiện đang di chuyển khó khăn đều hướng về phía cây cầu Thanh Trì. Không biết là có nguyên nhân gì đặc biệt cho hướng cây cầu Thanh Trì không?